Nếu bạn là người phát hiện ra đám cháy, đóng hết cửa, cắt điện, nhấn nút báo cháy hoặc hô hoán báo động, đồng thời gọi báo cháy số 114. Bình tĩnh rời khỏi đám cháy bằng lối thoát nạn gần nhất. Di chuyển tới điểm tập kết an toàn và điểm danh có mặt. Nếu đám cháy nhỏ, có lối thoát hiểm xung quanh và bạn biết sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, hãy sử dụng nó để dập tắt đám cháy. Nếu nghe thấy chuông báo cháy hoặc báo động cháy, dừng mọi công việc đang làm, rời khỏi tòa nhà bằng lối thoát nạn, đồng thời đóng các cửa nếu có mà bạn đi qua. Gọi số điện thoại báo cháy 114 sau khi biết chắc không phải báo giả. Di chuyển tới điểm tập kết an toàn và điểm danh có mặt. Chú ý: không hoảng sợ, không chạy loạn, không sử dụng thang máy khi có cháy xảy ra, chỉ dùng cầu thang bộ thoát nạn. Không cố gắng chữa cháy trừ khi bạn biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy và nhận thấy có thể khống chế đám cháy an toàn. Không quay lại khu vực đám cháy vì bất kỳ lý do gì cho đến khi được lực lượng chức năng thông báo an toàn để có thể trở lại. Không đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm. Hãy đóng mọi cánh cửa để cô lập đám cháy. Hãy cảnh báo cho mọi người biết để sơ tán. Hãy thông báo về các trường hợp mất tích mà bạn biết.